Ok luôn. Một trong những người bạn thân nhất của Trang cho nên là lẽ ra là Lê Minh Anh sẽ cùng dắt tay Trang lên sân khấu. Tuy nhiên là kế hoạch này đã đổ bể vì hiện tại là Lê Minh Anh đang mang bầu 6 tháng và Bông Chuẩn thì đang mang bầu hơn 8 tháng chuẩn bị sinh rồi, cho nên là hôm nay thì hai đứa chỉ động viên Trang là sẽ cố gắng làm sao để tự tin nhất và tỏa sáng nhất. Là một cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay thì ở dưới mình sẽ cổ vũ cho Trang. Chúc cho Trang và anh Cường hai người sẽ cùng ở bên nhau đến đầu gặp Thăng Long. Ngày hôm nay đến đây được chúc phúc cho hai anh chị thì mình nghĩ rằng là cũng là một cái niềm rất là vinh dự của mình. Một cái đám cưới mà rất là nhiều người mong đợi trong năm nay. Và Duyên tin chắc chắn là cái đám cưới này sẽ diễn ra một cách rất là thành công và tốt đẹp. Cũng xin chúc anh chị sẽ có thể có được những cái ngày tháng rất là tuyệt vời. Sẽ luôn thật là hạnh phúc nhá. Thuận và Cường thì thật ra cũng là những người bạn chơi với nhau khá là thân. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có mặt ở đây để mừng cho đám cưới của Cường và Trang. Rất mong là hai bạn sẽ hạnh phúc trăm năm và sẽ luôn có những niềm vui trong cuộc sống. Từ những ngày đầu tiên mà hai đứa vào Sài Gòn lập nghiệp thì Khoa với Trang là đã biết nhau rồi. Và ngày hôm nay thấy bạn mình đám cưới thì Khoa thực sự là rất là hạnh phúc thay cho bạn. Không một cái lời nào hơn là chúc cho hai người sẽ thật là hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm và mãi mãi yêu thương nhau nha đầu tư.